họ lên xe được rồi mấy anh này. Đó, họ vô số, vô số như gió vậy, chạy như, như là máy bay vậy. Trời trời trời, ê đập một cái hai. Rồi, xin chào các bạn nha. Rồi, để em về cho các bạn xem con máy xe cuốc Hinachi. Rồi, con xe kéo nó chạy đây nè. Chạy tốc độ 100 cây số một giờ. Đây một con nữa nè các bạn. Rồi, 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 rồi. Xe kế này chạy cũng ghê lắm nha. Trời ơi, giật bánh đầu luôn, ngã lọt đất luôn nè. Quá ghê. Đây anh này anh gì nữa, hay không biết nữa. Trời ơi, trời ơi. Tài xế này nhà, lái ghê quá. Con xe cuốc này chắc con không hai đó bạn, mai cái gào tối cửa luôn rồi. Này múc đất này đổ lên trên xe ben này chở đi đoạn đổ nền nữa bạn. Con này mang cái gào khủng khủng luôn, trời lắc. Đây, đây con Hinachi này các bạn. Con này chắc 03 hay 04 gì mình cũng không có hiểu về con 03 hay 04 các bạn. Rồi đầy xe. Rồi trời trời ơi, đập một cái hai. Rồi, họ lên xe được rồi mấy anh này. Đó, họ vô số. Vô số như gió vậy, chạy như, như là máy bay. Con này chắc múc có khoảng chừng 5-6 gào là đầy xe các bạn. Đầy cái xe ben này. Ở cái chân dấu này cắt chỗ này là múc hai con, một con Hinachi nè. Với con này con mấy nữa không biết, xa quá mình nhìn không có thấy rõ các bạn. Con này chắc con 02 quá. Trời ơi, anh này anh leo lên trên mô anh ngồi luôn nè. Rồi chắc hai con này bốn chiếc xe ben quá, bốn xe ben. Đây đây, đây tài xế xuống mà xuống chỗ lái là nó bùng bánh đầu vô số rồi, vô số nó chạy như gió luôn. Ôi ôi, tốc độ 100 cây số giờ luôn, ghê không. Thôi rồi, con cái đất nó phúng lên rồi. Rồi anh này cũng là xong luôn rồi nè, anh này đầy xe nè, vô số rồi. Ghê không? Rồi bắt đầu là anh mấy anh này ở đây cào qua cái đất lại rồi, cào lại gom lại sẵn sẵn gì đó.
Coi nè, mẹ anh mang cái gài tối cửa luôn. Con xe này chạy ra ra nè các bạn, cái con này chắc hồi nãy là chạy đổ đất dài dài đường đây quá. Thôi gọi là khổ luôn coi kìa. Thôi rồi, xảy như ngựa vậy đó. Thôi rồi coi kìa. Chạy 100 cây chuối giờ. Đó, ở đây có gì anh thắng, anh thắng một cái lộn của mèo à. Thôi ơi, quay đầu như gió vậy á. Tài xế này cũng dữ lắm nha. Đẩy cái xe thì tự đi tới luôn. Sao nó chạy á, vô coi vô coi. Anh này chạy không có bạo à, không có bạo lực à. Anh này chạy không có bạo lực à. Đây, có anh này để coi anh chạy ghê nè, chạy bạo nè, nó coi vượt qua đèo qua suối rồi. Thôi thôi có sải như ngựa không, tốc độ 100 cái suối giờ. Thôi rồi, nãy hãy không coi qua mình quay hụt cái anh này anh quay đầu như gió luôn. Rồi bắt đầu anh ghe là anh chờ sẵn rồi các bạn. Rồi con này đầy xe nè. Rồi chạy tốc độ rồi, vô số nè, vô số nè, vô số nè. Đó, đạp qua da là bắt đầu vô số liền nè. Đó, đợi kìa. Má ơi. Giật bánh đầu đổ đất luôn kìa, anh này em chạy bạo lắm nha. Trong đoàn xe có anh này em chạy ghê lắm nè các bạn. Rồi chắc đầy xe nữa gì đây nha, chắc gạo với hai nữa đầy rồi.
Con xe này chở mạnh đấy, ra đầy nãy giờ chưa đầy nữa. Con xe này chắc hai khối quá bạn, hai khối rồi đầy hay gì đó. Bóp kèn luôn đó, nóng liền này. Vô số rất là lẹ luôn à. Rồi ở đây cào đất lại hay gì đây. Đây còn con này chưa đầy các bạn. Anh này ưa có vụ là lên trên mui ngồi nè. Lên trên mui ngồi trong ngóc trên đây nè. Coi anh này anh ra coi anh chạy tốc độ bao nhiêu ha. Đẩy xe chắc đẩy xe hay gì nè, dung cơi lên luôn hay gì. Đó rồi nhóng ra đạp ra vô chỗ nè, nó rồi xin kết thúc video của ai. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích kênh của em hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký anh chị ơi, để em có động lực làm những video tiếp theo ha. Anh này anh nhỏ con mà anh mang cái gạo cốt sơ.